Đây là Phúc Triệu, chuyên gia guitar, sẽ hướng dẫn cho anh về cách kiểm tra bộ nhớ phần phần mềm RC300. Ok, chào anh ha. Thì đầu tiên là anh cần phải tắt hết mấy cái volume đây. Dàn xuống hết. Tắt xuống hết. Rồi, tắt nguồn luôn. Sau đó, anh nhìn ở chỗ rhythm này. Nó có cái tab tempo, nó có ba nút. Thì mình đè hai cái nút này. Sau đó mình mở nguồn lên lại. Đó. Thì nên nhìn đây nó version nó phải là 1.05 thì mình mới xài được. Nếu mà nhỏ hơn á mình phải update lên, thì update thế nào giờ tắt làm lại. Thì hồi nãy á, là mình đè hai nút này á là để kiểm tra version, bây giờ là mình đè hai nút này để update, đè mở nguồn. Nó chưa cắm dây USB vô À đúng rồi, lại đi. Rồi đầu tiên là mình chưa? khoan, Không, chưa, mình khoan, mình không nên cắm dây này trước, để qua một bên. Đè hai này mở nguồn đây, updater, sau đó mình mới cắm dây vô. Anh nhớ phải là mở lên rồi mới cắm dây nha. Rồi qua máy tính đi. nó sẽ hiện lên là Đây ví dụ là nè, ví dụ là nó hiện lên là box, đây. tải lấy cái file hồi nãy, mở cái file hồi nãy ra, file system nó có hai file trong đó, trong cái thư mục copy hai file trong thư mục. Rồi. Đúng, bánh Chắc đừng có là xe đi. C. Một cái lúc mất là xe 300. Rồi khi copy xong rồi quay lại cục này, gỡ dây ra thôi, nó sẽ hiện lên chữ bấm try to start, tức là bấm try để update. Khi bấm try xong, chờ update xong mình tắt là quá trình update hoàn thiện. Anh có thể kiểm tra lại bằng cách bấm hai nút giống như nãy, bấm là kiểm tra lại phần mềm, không được cái nút kia. Cái này update. Sao đi. Đó.